Phi-e-rơ. Thứ nhất, đoạn 2 từ câu 18 đến câu 25 là phân đoạn nền tảng của bài chia sẻ sáng hôm nay. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình. Chẳng những phục người chủ hiền lành mà thôi, lại phải phục người chủ khó tánh nữa. Vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước. Vả mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn chịu thì có đáng khoe gì. Nhưng nếu anh em làm lành mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình. Lại nhân những lành đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng Đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Xin chúng ta cùng đọc chung câu gốc ở trong câu số 21. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Xin kính mời Hội Thánh đồng an tọa. Thì giờ này chúng ta sẽ cùng được học lời của Chúa qua phân đoạn Kinh Thánh trên với chủ đề là công nhân cơ đốc. Xin kính mời Mục sư quản nhiệm Hứa Trung Tính. Xin được trân trọng kính chào quý tôi tới Chúa, kính chào quý cụ viên bạn chị em. Trước khi chúng ta học Kinh Thánh với nhau thì có hai điều tôi muốn nói với quý vị. Thứ nhất là chúng ta được nhận được tin thân phụ của anh Thăng về nước Chúa vào chiều ngày 12 tháng 11 năm 2023. Anh đã xin cho phép tôi được thay cho Hội Thánh để kính lời Vân Ưu cùng gia đình anh chị Thăng Lan cũng như cùng Tăng Quyến. Và xin Chúa Thánh Linh an ủi trên gia đình của anh chị anh Thăng và chị Lan. Điều thứ hai thì hàng năm vào Thanksgiving thì chúng ta thường dùng cái số tiền dân trong ngày thứ năm Thanksgiving để chúng ta giúp cho một cái mục vụ nào đó. Năm nay thì tôi nhận được, cách đây vài ngày tôi nhận được một cái thư của nhà nguyện Trà Vân thuộc chi hội Dương Yên thuộc tỉnh Quảng Nam. Chữ nó nhỏ quá, chắc quý vị đọc không được. Đây là cái thư của Mục sư Bùi Hùng gửi cho Hội Thánh chúng ta có chứng nhận của Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường của Hội Thánh Lành Việt Nam. Thiệt ra chúng ta quen với nhà nguyện Trà Vân này lắm, bởi vì chúng ta đã giúp cho họ một vài lần trong quá khứ trước đây. Họ thành lập năm 2018. Họ nhóm, họ là các tín hữu người sắc tộc, và họ nhóm trong một cái nhà của một anh em, một cái nhân sự. Và đến năm 2020 thì vì cái số lượng tín đồ tăng lên á, thành ra họ nới cái nhà nó ra rộng hơn một chút. Và đến cái ngày 1 tháng 11 năm 2020 á, thì họ dự định sẽ có cái lễ cảm tạ để cảm ơn Chúa vì cái điểm nhóm của mình. Thì trước đó 3 ngày thôi, ngày 28 tháng 10 năm 2020 á, thì một cái ngọn đồi phía sau cái nhà nguyện á, nó bị sụp xuống và nó kéo ba cái nhà, trong đó có cả cái nhà nguyện Trà Vân bị kéo xuống dưới, chết 8 người. Và trong đó có 4 người là cái anh mà nhà ảnh là cái nhà nguyện đó. Tức là một anh nhân sự trong Hội Thánh, hai vợ chồng và hai đứa con bị chôn vùi dưới đất trong cái vụ sụp lở đất đó. Thì Hội Thánh rất là đau đớn vì cái vấn đề này, nhưng mà họ tiếp tục đứng bận trong Chúa, họ gây dựng. Và đến bây giờ thì số lượng tín hữu họ nhóm lên trên hơn 100 người. Tôi coi các hình ảnh đó thì tôi thấy trong suốt những năm qua, năm 21, năm 22 á, trong các chương trình lễ Giáng sinh, đột phục sinh của họ đó, họ phải nhóm ở ngoài trời, bởi vì cái nhà của bây giờ lấy một cái nhà của một anh em khác để làm cái điểm nhóm thì nó nhỏ quá, và mỗi lần Giáng sinh hay phục sinh họ phải nhóm ngoài trời mà trên vùng cao nguyên rất là lạnh. Hiện giờ thì họ đã xin được giấy phép của chính quyền, họ cũng được Tổng Liên Hội Thánh Linh Việt Nam công nhận là một cái điểm nhóm chính thức, thành ra họ bắt đầu họ xây dựng một cái nhà nguyện
À, Phố nhảy qua cái slide cái tiếp, họ đã bắt đầu khởi công rồi. Cái chi phí của cái việc xây dựng này khoảng chừng 750 triệu tiền Việt Nam, tức là khoảng chừng 31.000 đô mình. Hội thánh họ đã có hơn phân nửa rồi, có một hội thánh ở tại Mỹ chúng ta cũng giúp cho họ một phần rất là lớn. Hiện giờ họ còn thiếu khoảng chừng 150 triệu tiền Việt Nam, tức là nó tương đương khoảng chừng sấp xỉ khoảng chừng 6.000 đô đó. Thành ra ban chấp hành quyết định là cái thứ năm này, khi mà mình nhóm lại trong buổi trưa thứ năm Thanksgiving, mình cảm ơn Chúa và mình cũng sẽ bày tỏ cái tình yêu của mình đối với anh chị em mình. Thành ra quý vị cầu nguyện là chúng ta có thể chuẩn bị sẵn tiền, chúng ta đem đến buổi trưa thứ năm trong giờ Thanksgiving, toàn bộ số tiền dân chúng ta sẽ dành cho cái nhà nguyện này, để công việc Chúa được phát triển, nhà nguyện được xây dựng và hội thánh của Chúa có được nơi nhóm lại. Toàn bộ cái tín hữu ở đây là người sắc tộc. Mình đã nói là một vài điều tôi muốn chia sẻ với hội thánh trước khi chúng ta cùng học với nhau. Kính thưa hội thánh, chúng ta tất cả đều quen thuộc với Luca chương thứ 22 câu số 42, khi mà lời Chúa viết những cái giây phút cuối của Chúa ở trên trước khi chịu khổ ở trong vườn Getsemane, thì lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là: lạy Cha, nếu Cha muốn, xin tất chén này khỏi tôi, do vậy xin ý Cha được nên chứ không theo ý tôi. Và rồi thì chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã uống trọn chén đau thương, Chúa đã thuận phục Đức Chúa Cha và Chúa đã im lặng chịu nộp mình cho những cái thế lực lãnh đạo Do Thái lúc bây giờ và chính quyền La Mã. Cho dù trong thời điểm đó Chúa đã nói rằng Ngài có thể xin Cha lập tức cho Ngài hơn 12 đạo thiên sứ. Tôi nghĩ rằng đây không phải là một cái điều mới lạ, tất cả chúng ta đều học cái bài học thuận phục của Chúa Giêsu. Nhưng có một cái điều rất là đặc biệt, đó là tôi nhận ra rằng có rất ít người, kể cả có rất nhiều cái thời điểm trong cuộc đời của tôi nữa, chúng ta thường học cái bài học về gương thuận phục của Chúa Giêsu, nhưng chúng ta rất ít khi áp dụng cho chính mình. Và khi mà chúng ta đối diện với những cái sự bất công, với những cái sự tấn công của người khác, thì cái cách mà chúng ta phản ứng lại nó không giống Chúa Giêsu, mà nó giống ai? Giống Phi-rơ, tức là rút kiếm ra chém đứt lộ tai đầy tớ Man Chu liền. Và chúng ta khó mà chịu đựng được cái Chúa Giêsu. Cái nó rằng Chúa yên lặng như là con chim, con chiên trăm bị đem đến hàng thịt. Chúng ta thì không, chúng ta sẽ giống như Phi-rơ, chúng ta sẽ rút gươm, chúng ta sẽ đòi công lý, chúng ta sẽ đòi sự công bằng, chúng ta sẽ bảo vệ mình. Tôi lại suy nghĩ rất nhiều về chính cuộc đời của tôi. Vì sao mà chính mình hoặc là rất là nhiều những người được gọi là tín hữu, nhưng chúng ta lại không áp dụng cái bài học này cho mình? Và tôi nghĩ rằng là bởi vì rất nhiều người chúng ta trả lời rằng: ô, vì đây là Chúa Giêsu, đây không phải là tôi, đây không phải là một con người bình thường giống như tôi, đây là Chúa Giêsu làm được, nhưng tôi thì không làm. Thế nhưng Kinh Thánh lại cho chúng ta những cái tấm gương thuận phục của những con người bình thường như chúng ta, họ không phải là Chúa Giêsu. Chúng ta nhìn thấy gương tuận đạo của Ê Tiên, người mà đến khi chết vẫn tha thứ cho những kẻ thù của mình. Chúng ta nhìn thấy trong lịch sử hội thánh cũng cho chúng ta những tấm gương thuận phục của các sứ đồ và biết bao nhiêu đầy tớ và con cái Chúa trải qua các thời đại. Cách đây hơn một tuần, chúng ta nói với nhau một cái bài học trong Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 13, câu 17 về công dân cơ đốc. Ở nơi đó sứ đồ Phi-rơ khuyên chúng ta phải thuận phục những cái thẩm quyền mà Đức Chúa Trời thiết lập để cai trị chúng ta. Và hôm nay thì vị sứ đồ tiếp tục dạy chúng ta về một cái sự thuận phục khác, đó là sự thuận phục trong môi trường làm việc. Và tôi đặt cho nó một cái tựa bài là công nhân cơ đốc. Nếu trước đây chúng ta là một công dân cơ đốc, thì bây giờ chúng ta cũng sẽ phải làm trọn trách nhiệm của một công nhân cơ đốc. Mạn lệnh được đưa ra chép trong câu 18: hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình, chẳng những phục người chủ hiền lành mà thôi, lại phải phục người chủ khó tánh nữa. Hỡi kẻ làm tôi tớ. Tôi tớ nó có một cái từ, một cái gốc từ, và cái nghĩa gốc của nó đó nghĩa là một căn nhà, a house. Tôi tớ là house, một căn nhà, cái nghĩa gốc của nó là như vậy. Và do đó về cơ bản á, thì cái từ ngữ tôi tớ để chỉ về những cái người giúp việc trong gia đình, household servants, đó là những người giúp việc trong gia đình. Và hầu hết những cái tôi tớ này phục vụ trong nhà hoặc là ở dưới quyền của các chủ điền trang. Họ có thể là những nông dân, mà họ cũng có thể là những thầy thuốc, những bác sĩ. Họ cũng có thể là những người giống như là kiến trúc sư để thiết kế nhà cửa, xây dựng nhà cửa. Hoặc là họ là những ca sĩ, họ là những họa sĩ. Nhưng mà họ vẫn ở trong thân phận của một tôi tớ. Và khi mà
phúc âm được rao truyền, rất nhiều người trong số họ đã tin Chúa. Những tín hữu là nô lệ, họ được dạy rằng họ được ban cho sự tự do ở trong Chúa, và họ trở nên tôi tớ của Đức Chúa Trời, và mọi người đều bình đẳng ở trong hội thánh của Chúa. Tuy nhiên khi họ bước ra khỏi cái căn cửa của cái nơi mà họ nhóm lại, họ trở về với cuộc sống bình thường, thì họ lại là trở nên những người tôi tớ, những nô lệ trong những gia đình. Và họ đem cái khái niệm được tự do ở trong Chúa bước vào trong xã hội, và họ nói rằng bởi vì tôi tin Chúa rồi, thành ra bây giờ tôi trở về nơi làm việc, tôi vẫn là một người tự do. Tôi có cái quyền của tôi không thuận phục ai hết. Nhưng mà ở nơi đây, sứ đồ Phi-rơ nói rằng cho dù một người đã được cứu, nhận lấy cái đặc quyền để làm con của Chúa, được tự do khỏi cái quyền lực của sự tối tăm, nhưng người đó không có quyền để phá bỏ những cái trật tự, cái vai trò và cái trách nhiệm trong xã hội của họ. Nói một cách khác là những cơ đốc nhân chúng ta phải có cái trách nhiệm thờ phượng và phục vụ Chúa, nhưng chúng ta cũng không được bỏ bê những cái trách nhiệm của một công dân, như là tôn trọng pháp luật, đóng thuế hay là tham gia bầu cử. Và chúng ta cũng phải tôn trọng những cái trách nhiệm của một công nhân, của một người đi làm trong một cái nơi công sở của mình. Và mạng lệnh ở đây là hỡi những tôi tớ phải phục theo chủ mình. Cái đấy cũng là cái chữ phục mà ở trong câu 13-17 chúng ta học với nhau, khi mà sứ đồ Phi-rơ nói rằng phải phục cái nhà cầm quyền. Thì cái chữ phục này chúng ta đã học rồi, và nó cũng mang ý nghĩa tương tự như vậy. Đây là một từ ngữ dùng trong quân đội để nói về một cái sự thuận phục một cách nghiêm khắc, một cách trọn vẹn, và nó bất chấp cảm xúc của mình. Thôi những kẻ tôi tớ, hãy phục theo chủ mình. Phục như thế nào? Phục trong tinh thần nào? Và đầy tớ Chúa nói rằng hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình. Phục một cách rất là kính sợ, phục tùng với một cái thái độ tôn trọng, chứ không phải phục tùng trong sự cay đắng hay là miệng cưỡng. Đặc biệt hơn nữa, sứ đồ Phi-rơ nói rằng chúng ta phải phục tùng theo chủ mình, mà là chủ nào? Và ở nơi đây ông nói rằng chẳng những phục người chủ hiền lành mà thôi. Tiếng Việt của mình dùng một chữ một là hiền lành. Ở trong nguyên ngữ của nó thì chúng ta thấy là người ta dùng hai chữ, đó là good and gentle. Good and gentle. Và có thể lắm đúng ra là mình phải dịch là phải phục người chủ hiền và lành. Mình đừng ghép chung sâu là hiền và lành. Good and gentle. Cái chữ này trong nguyên ngữ nó mô tả một người rộng lượng, tốt bụng và nhân hậu. Tôi thiết nghĩ rằng nếu mà phục tùng một người chủ hiền lành, tức là một người chủ rộng lượng, tốt bụng và nhân hậu, thì ai làm không được, đâu có gì khó khăn đâu. Những cái mạng lệnh của đầy tớ Chúa là gì? Chúng ta không những phục cái người chủ hiền lành mà thôi, phải phục cái người chủ khó tánh nữa. Cái chữ khó tánh này là một cái chữ rất là đặc biệt. Cái chữ khó tánh này nó không có nghĩa là cái người khó chịu. Có những người khó chịu phải không? Có những người khó chịu nhưng mà không đến nỗi nào. À, trong nhà mình cũng vậy thôi, có những người khó chịu. Có những người phải ở với một người khó chịu cả đời cũng ở được thôi. Hơi khó chút xíu nhưng mà không đến nỗi nào. Nhưng đây không phải là một cái người chủ khó chịu. Đây là một cái người chủ mà trong nguyên ngữ của nó, đó là một cái người bất công. Trong nguyên ngữ của nó, đó là một cái người không thật thà. Và ở trong tiếng Hy Lạp, người ta dùng một cái chữ, người ta gọi là cái người cong quẹo, crooked. Cái người mà gian xạo, cong quẹo, cái người mà không ngay thẳng. Cái từ đó trong y khoa đó, người ta chỉ về một người mà cái cột sống đó nó bị xoắn, cái cột sống nó bị vẹo. Cái từ trong y khoa có nghĩa là một cái người cột sống bị vẹo. Và trong cái cột sống tức là đó là một cái người không có ngay thẳng, một cái người lương lẹo, một cái người gian ác, một cái con người xấu xa, một cái con người không công bằng. Và đầy tớ Chúa nói rằng ngay cả một người chủ khó tánh, nếu đó là người mà Chúa đặt tên anh chị em, nếu đó là người mà Chúa đặt để anh em phải làm việc dưới quyền của người đó, thì anh em phải thuận phục ngay cả một con người như vậy. Như vậy thì rõ ràng ngay cả một cái người chủ khó tánh, bất công, dối trá, cư xử ngang ngược, bạc đãi thể chất, thì lời khuyên của sứ đồ Phi-rơ vẫn là người đó cũng phải phục tùng. Và phục tùng trong bao lâu? Nếu chúng ta căn cứ vào cái thì của động từ ở trong cái mạng lệnh này, thì đây là một cái từ ngữ ở trong cái thể hiện tại, có nghĩa là cái sự phục tùng này nó phải là sự phục tùng liên tục, không có thời hạn. Anh em phải phục tùng mà không phải miễn cưỡng đâu. Đối với một cái người khó khăn, đối với một người bất công, đối với một cái người mà làm tổn hại mình, phải phục tùng mà trong sự kính sợ.
chứ không phải trong sự miễn cưỡng. Đương nhiên, chế độ nô lệ thế kỷ thứ nhất không thể nào được đánh đồng với cái môi trường làm việc của chúng ta ngày nay. Ngày hôm nay chúng ta khác với cái chế độ nô lệ hồi thế kỷ thứ nhất. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể áp dụng những nguyên tắc chung từ cái sự dạy dỗ này về cái việc phục tùng những cái thẩm quyền ở nơi làm việc. Ngày hôm nay, hầu hết tuyệt đại đa số chúng ta đều làm việc dưới quyền một người nào. Chúng ta có những người supervisor, những người giám sát ở phía trên mình. Và chúng ta phải làm việc dưới họ. Và đôi khi chúng ta gặp những cái người supervisor rất là good and gentle. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ gặp những người supervisor mà họ hà khắc. Họ gây khó khăn với mình. Thậm chí là họ có những cái làm bằng mọi cách để mà họ hạ thấp mình xuống. Hoặc đôi khi có những người chế nhạo người khác bằng cái cách này hay cách kia. Và chúng ta cảm thấy rằng dường như mình bất lực khi mình đối diện với những cái người sếp của mình như vậy. Và khi mà chúng ta cảm thấy bị hạ thấp ở nơi làm việc thì chúng ta có cái xu hướng gì? Chúng ta có cái xu hướng trả thù. Có thể là bằng cách, chúng ta có thể thì trả thù bằng những cách đơn giản nhất là gì? Là đi nói xấu cái người chủ của mình. Đi nói với người đồng nghiệp này, đồng nghiệp kia. Mặt bà nó vậy, xấu xa. Thì ông nó thiệt, nói xấu la, loan cái tin đó này. Hoặc có thể là mình sẽ được giao công việc. Mà nếu công việc đó mình không thích, mình cảm thấy là ồ công việc này giao cho tôi nó không có hợp, nó đúng là nó tôi bị ép. Mình sẽ làm nó một cách miễn cưỡng. Hoặc là nhiều khi mình kéo bè kéo phái đi đình công rồi làm đủ thứ chuyện. Tuy nhiên lời Chúa dạy cho chúng ta đó là chúng ta không được lấy ác trả. Và thay vào đó chúng ta phải cam kết làm cái điều tốt và tôn trọng chủ mình. Và cho dù chúng ta có thể đi ra khỏi nơi làm việc, chúng ta có thể phản đối chủ giống như bài trước chúng ta học, nó cũng phải theo một cái lề lối nhất định. Nó không thể mang tính chất trả thù. Thế thì vì sao chúng ta phải sống như vậy? Tại sao tôi phải sống như vậy? Tại sao tôi đối diện với một người mà người đó cư xử không tốt với tôi mà tôi phải yên lặng? Tại sao? Sứ đồ Phi-rơ nói với chúng ta là bởi vì anh em đã được kêu gọi đến sự đó. Sống một cái cuộc đời chịu khổ ngay cả khi mình không làm gì sai hết, chịu khổ ngay cả khi mình bị oan ức, nó không phải là một sự lựa chọn của tôi và quý vị. Tôi và quý vị không được quyền lựa chọn để mình sống như vậy, mà tôi và quý vị chúng ta được kêu gọi để sống như vậy. Chúng ta không lựa chọn cái cách để chúng ta sống, chúng ta được kêu gọi để sống là cái cách mà Chúa lựa chọn chúng ta. Đây là sự lựa chọn. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó. Ai là người kêu gọi chúng ta? Là Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó. Là sự kêu gọi gì? Có hai sự kêu gọi mà sứ đồ Phi-rơ đề cập ở đây. Trước hết đó là sự kêu gọi đến bước vào trong sự cứu rỗi. Cái từ ngữ thần học người ta gọi đó là sự kêu gọi cứu rỗi hiệu nghiệm. Tức là sự kêu gọi mà chúng ta, Chúa thương chúng ta, Chúa chọn chúng ta, và một khi sự kêu gọi đó được đưa ra thì đó là sự kêu gọi hiệu nghiệm, chúng ta được đem vào trong sự cứu rỗi. Và câu 24 nói rằng ngày gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình, lại nhân những lần đòn của ngài mà anh em được lành bệnh. Quý vị ơi, quý vị đọc lại câu 24 đi, và chúng ta tự hỏi rằng trước khi chúng ta được Chúa kêu gọi, chúng ta là ai? Và Kinh Thánh nói với chúng ta là anh em là kẻ đã chết về tội lỗi. Anh em là kẻ đã chết về tội lỗi, chúng ta là những người đã chết. Và bây giờ chúng ta được sống lại, lại nhân những lần đòn của ngài mà anh em được lành bệnh, bệnh tật ở đây chính là tội lỗi. Và trước đây chúng ta là kẻ chết, bây giờ chúng ta đã được sống lại, chúng ta được kêu gọi, chúng ta được đem vào trong sự sống để chúng ta sống theo cái cách mà Chúa muốn trên cuộc đời của chúng ta. Đấy không phải là sự lựa chọn. Chúng ta không được quyền lựa chọn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thực chất chúng ta chết rồi. Một người chết không được quyền lựa chọn. Nếu chúng tôi sống ngày hôm nay là bởi vì Chúa đã đổ huyết ra để cứu chúng ta. Và khi Đức Thánh Linh kêu gọi một người để nhận lấy sự cứu rỗi, để bước từ tối sang sáng, thì đồng thời sự kêu gọi đó cũng đặt người đó vào sự chống đối của thế gian này. Trong Giăng đoạn 15 câu 19 nói là nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Chúng ta phải sống như vậy. Chúng ta phải chấp nhận ngay cả những cái điều mà nó gây tổn thương cho chúng ta là bởi vì
chúng ta không được chọn, đó là sự kêu gọi của chúng ta. Chúng ta nhận được một đặc ân, đó là sự cứu rỗi. Và khi chúng ta nhận đặc ân đó, chúng ta cũng nhận những cái trách nhiệm của sự kêu gọi. Chúng ta phải sống cuộc đời như vậy. Sự kêu gọi đó không chỉ là sự kêu gọi hiệu nghiệm để đem chúng ta vào sự cứu rỗi, mà sự kêu gọi đó còn là sự kêu gọi để sống vì Đức Chúa Trời và vì sự vinh hiển của Ngài. Ở trong câu 19 nói rằng, vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước, nhưng vì cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời. Câu đó có nghĩa là cái nhận thức của một người về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nhân vì cớ tôi nhận thức được sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thành ra tôi sẽ sống như vậy. Động cơ của tín hữu khi thuận phục người chủ, ngay cả khi phải chịu đựng những bất công, đó là vì nhận thức sự hiện diện của Chúa. Chúa đang ở đó. Và sự vinh hiển của Ngài là tối hậu. Ở kính thưa hội thánh, chịu khổ, chịu oan ức nó không phải là một ơn phước. Chịu khổ, chịu oan ức không phải là một ơn phước. Nhưng nếu chúng ta chịu khổ, chịu oan ức là vì lương tâm đối với Đức Chúa Trời, vì sự nhận thức về Đức Chúa Trời, vì vâng theo lời của Chúa và vì chính Chúa, thì khi đó nó mới là một ơn. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời vui lòng khi chúng ta chịu khổ, khi chúng ta chịu oan ức hay là chúng ta chịu bất công vì Ngài, vì sự vinh hiển của Ngài. Có nhiều người nói rằng, nếu ngày hôm nay tôi đi làm tôi gặp một cái người chủ bất công, ví dụ như một cái người có những cái hành vi vi phạm đạo đức như quấy rối tình dục chẳng hạn, thì chẳng lẽ tôi phải phục tùng? Chẳng lẽ tôi không được chống đối? Hay là tôi không được quyền bỏ đi tìm chỗ khác sao? Điều này tôi thiết nghĩ rằng chúng ta đã nói ở trong phần giải nghĩa câu 13 đến câu 17 về công dân cơ đốc rồi. Tuy nhiên tôi muốn nói thêm một vài điều ở đây. Đó là chúng ta có thể phản đối hay rời bỏ công ty đó. Nhưng quý vị nhớ rằng mục đích tối hậu vẫn là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và đừng bao giờ làm tất cả những điều gì vì sự giận dữ khi cho rằng mình bị xúc phạm hay là vì quyền lợi của mình. Những gì mà chúng ta phản đối nó phải cho đúng luật lệ và lời nói phải cho thích hợp. Ngay khi chúng ta đối diện với một cái người có thẩm quyền trên mình, người đó có những cái vi phạm về phương diện đạo đức, mình cũng không được quyền dùng những cái lời lẽ để chửi rủa người ta. Nó không phải là hành vi cơ đốc, nó không phải là sự chịu khổ vì Chúa. Chúng ta có thể phản đối, ngày hôm nay chúng ta có những cái luật lệ để bảo vệ người lao động, hãy làm theo những cái luật lệ đó, làm đúng với những gì mà Chúa dạy chúng ta trong một cái tinh thần của một người cơ đốc. Và nếu như chúng ta cần phải rời bỏ chỗ đó để đi đến một chỗ làm khác, tôi sẽ rời bỏ chỗ này không phải bởi vì tôi bị áp bức, tôi không rời bỏ chỗ này không phải là vì tôi bị ép buộc. Tôi rời bỏ chỗ này, nếu có đi chăng nữa, là bởi vì đây là điều Chúa muốn tôi rời khỏi đó. Nếu Chúa muốn tôi đứng tại đó, tôi sẽ tiếp tục đứng tại đó. Nếu Chúa muốn tôi dời đi, tôi sẽ dời đi. Tất cả những công việc của chúng ta làm là bởi vì chúng ta được sự kêu gọi. Và bởi vì chúng ta là con của Chúa, điều chúng ta cần làm, mọi điều chúng ta làm là vì Chúa. Vì rồi nhất đoạn 1 có 3 câu 5 mà chúng ta đã học nói với nhau rằng Đức Chúa Trời cứu chúng ta, ban cho chúng ta một sự sống mới, và Ngài cũng ban cho chúng ta sự trông cậy sống, đó là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời trong anh em. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa không chỉ giữ những cái cơ nghiệp đó cho chúng ta, nhưng Chúa còn giữ chúng ta cho cái cơ nghiệp đó. Và Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cuộc đời chúng ta cho cái cơ nghiệp đời đời của Ngài bằng cái sự kêu gọi chúng ta sống một cái cuộc đời giống Chúa, một cái cuộc đời chịu khổ vì Chúa. Thầy tớ Chúa, mục sư Martin Lloyd-Jones, trong quyển sách Miracle of Grace, ông viết một câu rất hay. Ông nói rằng, chúng ta giống như cậu học sinh muốn trốn tránh một số điều, muốn chạy trốn khỏi các bài toán và các bài thi. Ông so sánh cuộc đời cơ đốc với một học sinh. Nhưng chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài quan tâm nhiều hơn đến chúng ta và biết điều gì là tốt cho chúng ta, nên Ngài đặt chúng ta vào những kỷ luật của cuộc sống. Ngài bắt chúng ta phải học bạn cựu chương, phải vật lộn với các yếu tố của ngữ pháp. Nhiều điều là thử thách đối với chúng ta. Những điều đó là thiết yếu để một ngày nào đó chúng ta có thể được tìm thấy không tì vết hay nếp nhăn. Và quý vị biết không, sáng hôm nay tôi vô tình tôi có một cái người khác chưa vô một cái trang ở trong Facebook. Tôi mở email ra tôi thấy có một người khác chưa vô.
tôi bấm vào thì ở trong cái trang trong Facebook đó có một cái câu nói của một đầy tớ Chúa, mục sư Justin Bieber. Ông nói một câu rất hay và tôi thấy nó trùng hợp với cái bài giảng hôm nay, tôi đọc lại cho quý vị nghe. Đầy tớ Chúa mục sư Justin Bieber nói rằng thân học thịnh vượng hứa với người ta một cái đời sống xa hoa sung túc, nhưng phúc âm chân thật kêu người ta đến với một đời, kêu gọi người ta đến với một đời sống hy sinh và chịu khổ. Thần học phúc học, thần học thịnh vượng nói rằng là theo Chúa đi sẽ sung sướng, theo Chúa đi sẽ được lành bệnh, theo Chúa đi sẽ được giàu có. Đó không phải là phúc âm của Chúa Giêsu. Và đây đó Chúa nói rằng phúc âm của Chúa Giêsu là gì? Là kêu gọi chúng ta để chúng ta bước vào một đời sống hy sinh và chịu khổ. Tại sao nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay chúng ta không sống theo gương mẫu của Chúa Giêsu, không khép mình vào các kỷ luật linh, không chịu khổ cho Chúa được? Là bởi vì chúng ta không thật sự thấy sự cứu rỗi là quý giá vô cùng. Chúng ta không nhận ra điều đó. Chúng ta quên rằng mình đã là ai và hiện nay mình là ai. Và chúng ta cũng đã để cho xã hội này chi phối đến suy nghĩ và cách sống của mình, đến nỗi mà chúng ta không còn nhìn thấy sự trông cậy đời đời vinh hiển của mình. Câu 21 phần B Kinh Thánh ghi rằng vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em. Chúng ta sẽ thấy một điều là Chúa Giêsu không ngồi trên cao, không đưa ra những cái tiêu chuẩn hết sức là khó khăn khắc nghiệt để bắt buộc chúng ta phải đạt được những cái điều mà Chúa muốn. Nhưng Kinh Thánh nói rằng chính Chúa đã đi trước chúng ta, đã chịu khổ cho chúng ta, và điều chúng ta làm là gì? Là bước theo khuôn mẫu đó. Sứ đồ Phao-lô nói trong Côrintô nhì đoạn 5 câu 14, 15. Đây là hai câu Kinh Thánh rất là đặc biệt. Thầy Thế Chúa nói rằng vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết. Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại. Chúng ta sống và bước đi với Chúa không phải vì chúng ta sợ Chúa phạt. Chúng ta sống và bước đi với Chúa không phải là bởi vì chúng ta sợ rằng nếu chúng ta không làm, chúng ta mất sự cứu rỗi, chúng ta sẽ xuống địa ngục. Không. Chúng ta sống và làm theo điều Chúa muốn, ngay cả khi cuộc đời chúng ta có những cái đau đớn tổn thương, là bởi vì chúng ta yêu Chúa. Là bởi vì Chúa của chúng ta đã đi trước chúng ta. Chúa đã chịu chết vì chúng ta. Chúa đã chịu khổ vì chúng ta. Và bây giờ chúng ta sống với Chúa. Lý do đầu tiên chúng ta phải sống một cuộc đời như vậy là bởi vì chúng ta được kêu gọi để sống như vậy. Nhưng lý do thứ nhì đó là gì? Câu 21 phần C nói rằng vì Chúa đã để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Cuộc đời chúng ta không có gì khác hơn là bước theo dấu chân Chúa. Đây cũng là chủ đề của Hội Thánh trong năm 2023. Một tấm gương. Tấm gương có nghĩa là gì? Trong nguyên ngữ của tiếng Hy Lạp và nơi đây, tấm gương có nghĩa là một cái quyển sách tập viết dành cho trẻ em. Và nó có những cái chữ mờ mờ bên dưới. Và đứa trẻ khi học viết thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ đồ lên cái chữ đó. Khi nó tập viết nó sẽ đồ lên. Quý vị hồi nhỏ có thường tập viết vậy không? Thế hệ bây giờ nó không tập viết như vậy. Thành ra nó viết chữ rất là xấu. Tại vì nó có computer rồi hết. Tôi lớn lên, tôi được dạy để tập viết như vậy. Đặc biệt là tôi viết chữ dân rất xấu như thường. Tôi không phải học sinh ngoan, tôi không phải là đứa học sinh ngoan, nhỏ lớn tôi không có ngoan trong chuyện học, ngồi đồ. Đó là một tấm gương. Tấm gương của Chúa là gì? Tấm gương của Chúa không phải là cái trước mặt rồi mình có thể mình sáng tạo mình làm sao để mình làm. Không, tấm gương của Chúa không đòi mình sáng tạo điều gì hết, Chúa không đòi mình phải làm gì khác hết. Làm theo dấu chân Chúa. Chúa viết chữ nào, chúng ta đồ lại chữ đó. Và cái gương mẫu của Chúa Giêsu là gì? Câu 22 nói là Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút gì vô trái. Câu 23, Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa. Gương của Chúa là Chúa không trả đũa. Không trả đũa, không trả thù, không lấy ác trả, ngay cả khi Chúa vô tội. Quý vị có thấy đặc biệt là vì sao Peter đề cập đến cái chuyện là trong miệng Ngài không có chút gì vô trái? Là bởi vì môi miệng là nơi dễ phạm tội nhất. Mà nếu môi miệng không phạm tội thì đó là người trọn vẹn. Gia Cơ đoạn 3 câu 2 nói rằng và Chúa Giêsu không có phạm tội trên môi miệng, có nghĩa là Chúa hoàn hảo, Chúa trọn vẹn. Vậy mà Chúa bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà chẳng hề ngâm dọa. Tại sao Chúa Giêsu lại im lặng mà chịu oan ức như vậy? Là vì câu 24 nói rằng Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài.
hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình, lại nhân những lần đòn của Ngài mà anh em được lành. Vì sao mà Chúa có thể oan ức? Chúa không có chút chi dấu trái trên miệng, Chúa không làm gì sai hết mà người ta đóng đinh Chúa cho đi. Là bởi vì Chúa không nghĩ về Chúa. Điều mà Chúa nghĩ đến đó là sự cứu rỗi của Chúa dành cho chúng ta. Hebrews đoạn 12 câu 2 nói nè, chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đặt ở trước mặt mình. Sự vui mừng đặt ở trước mặt mình mà bởi đó Chúa có thể chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu đức, bên hữu Ngài Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu có thể chịu khổ ngay cả khi bị đối xử bất công hay là nhận lấy sự oan ức là vì Chúa không nhìn về chính mình Ngài. Trong những cái sự đau đớn bất công nhất đó, Chúa nghĩ về Đức Chúa Trời. Chúa nghĩ về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời và về những người hư mất như chúng ta. Thế thì tại sao chúng ta không sống theo gương mẫu của Đức Chúa Trời được? Vì sao vậy quý vị? Là bởi vì khác với Chúa, chúng ta xem trọng cái tôi của mình. Chúng ta ít khi nào nghĩ về Đức Chúa Trời. Chúng ta không nghĩ về chương trình của Ngài. Chúng ta không nghĩ về sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta xem trọng mình quá. Chúng ta xem trọng sự vinh hiển của mình quá. Khác với Chúa Giêsu là đấng vô tội chịu khổ cho chúng ta. Còn tôi nhìn về chính mình mà tôi thấy mình xấu hổ về cuộc đời của mình. Trên môi miệng Chúa không có chút chi dấu trái hết. Còn cuộc đời của tôi thấy rằng là mình phạm nhiều tội trước mặt Chúa mà đôi khi mình không nhận ra nó là tội, mà mình còn biện minh, mình còn cãi, thậm chí mình còn đổ lỗi, mình còn tấn công cho người khác. Không biết vì sao Chúa thương mình và Chúa cứu mình. Nhưng con người của mình, cái tôi của mình nó lớn quá đi. Và mình gặp bất cứ điều gì đụng tới mình phải minh oan cho mình phải bảo vệ mình phải dành sự vinh hiển cho mình phải dành quyền lợi cho mình. Và mình tấn công người khác. Ở nơi đây đầy tớ Chúa khuyên chúng ta phải chọn một cái lối sống chịu khổ vì danh Chúa. Sống theo lời của Chúa không chỉ vì chúng ta được kêu gọi để sống như vậy, mà còn là bởi vì chúng ta là học trò, là đầy tớ của Chúa Giêsu. Và cuộc đời chúng ta không có gì khác hơn, đó là chúng ta phải theo cái khuôn mẫu của Chúa. Sáng hôm nay một bạn hỏi tôi rằng, khi mà có bao giờ khi mà mình chú không đạt được cái điều mình mong ước, chú có thất vọng? Tôi có chia sẻ với bạn có một vài điều, bạn hỏi rằng như vậy thì mình có nên mong đợi một cái điều gì không? Bởi vì khi mình mong đợi mà mình không đạt được thì mình sẽ thất vọng. Tôi có nói với bạn đó rằng cái vấn đề là chúng ta mong muốn điều gì, chúng ta mong đợi điều gì. Chúng ta thất vọng là bởi vì điều chúng ta mong đợi nó không đúng. Cái điều mà Kinh Thánh muốn cho chúng ta, đó là điều chúng ta mong muốn, đó là gì? Điều chúng ta mong đợi không có gì khác hơn. Giống như sứ đồ Phao-lô nói trong Philip chương thứ 3 vậy. Đó là chúng ta phải mong muốn mỗi ngày chúng ta sẽ biết Chúa hơn và giống với Chúa hơn. Đó là điều mà Philip đoạn 3 câu 10 nói với chúng ta. Đây phải là một cái điều mà chúng ta đeo đuổi. Chúng ta phải biết Chúa và giống Chúa hơn. Vấn đề không phải là chúng ta có đạt được điều mình muốn hay không, mà vấn đề là qua tất cả những điều đó chúng ta có biết Chúa hơn không. Tuần sau chúng ta sẽ nói với nhau về, chúng ta nói với nhau về công dân cơ đốc. Chúng ta nói với nhau về công nhân cơ đốc. Chúng ta sẽ nói với nhau về vợ chồng cơ đốc. Tại sao gia đình chúng ta khổ? Là bởi vì chúng ta mong đợi nơi rất nhiều điều trong gia đình của mình, chúng ta mong đợi rất nhiều điều cho người phối ngẫu của mình, nhưng mà chúng ta không chịu yên lặng để Chúa nói với chúng ta rằng khi chúng ta đối diện với một cái người chồng hoặc cái người vợ mà mình không có thỏa lòng, hoặc một cái hoàn cảnh trong cuộc sống và con cái của mình, mình đối diện với tất cả những điều đó, Chúa cho phép tất cả những điều đó xảy ra để giúp cho mình biết Chúa, mình có biết Chúa. Và rồi khi chúng ta đối diện với những cái bất công, những cái nan đề trong cuộc sống của mình á, chúng ta đối diện với nó. Một năm trước đây chúng ta đối diện với nó như thế này nè, năm nay chúng ta gặp lại ý như vậy, chúng ta đối diện với nó. Cái cách chúng ta đối diện với nan đề ngày hôm nay nó có giống với Chúa Giêsu hơn cách đối diện với năm trước. Năm trước chúng ta ở với một cái công ty, chúng ta gặp một cái người chủ đối xử không công bằng chúng ta chửi bới, chúng ta đi ra, chúng ta làm đủ chuyện, chúng ta viết email, chúng ta tấn công trên Facebook. Một năm sau chúng ta dở với một công ty khác, chúng ta gặp một người chủ như vậy, cái cách chúng ta đối diện có giống Chúa hơn hay nó vẫn y như năm trước? Và cái điều quan trọng của tôi và quý vị là gì? Đó là khi chúng ta nhìn ra rõ một điều rằng qua tất cả những cái biến cố đời sống của mình, qua tất cả những cái tổn thương, những đau đớn mà người khác đem lại,
những cái thẩm quyền mà Chúa đặt lên trên mình, giúp cho chúng ta biết Chúa và chúng ta thấy rằng, ôi con cảm ơn Chúa, trong ơn của Chúa mỗi ngày con cư xử với người khác mỗi ngày một giống với cách của Chúa. Đó chính là sự mong đợi, và chúng ta sẽ thấy cái sự thỏa lòng trong cuộc đời chúng ta khi chúng ta đối diện với mọi người. Chúng ta không còn mong muốn là mình sẽ đạt được cái ý muốn của mình, hay mà ý muốn mình không đạt được mình giận dữ lên. Không, bây giờ điều tôi mong ước là gì? Tôi biết Chúa và tất cả những cái sự đau đớn này, và cách tôi phản ứng nó giống với Chúa ơi. Và bây giờ con cảm ơn Chúa, bởi ơn của Chúa con từng bước từng hồi con làm được điều đó rồi. Con hỏa lòng để con tiếp tục bước đi với Chúa. Người chủ đó có đứng đó hay không, đó là quyền của Chúa chứ không phải là quyền của con. Chúng ta mong đợi sai. Chính vì vậy cuộc đời chúng ta nó cứ khổ vậy. Chúa Giêsu đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng con đường vinh hiển đó là con đường của sự chịu khổ. Chúng ta học cái điều này rất là nhiều rồi. Ở trong 4 sách Phúc Âm rất nhiều lần Kinh Thánh nói rằng là hãy vác thập tự giá mình mà đi với Chúa. Nếu ai không chịu chết trong đời, không chịu chết, từ bỏ cái sự sống mình, thì người đó sẽ không bao giờ kinh nghiệm được cái sự sống mới của Chúa trong cuộc đời. Con đường thập giá là con đường của sự vinh hiển. Câu 19, câu 20, Sứ đồ Phi-rơ nói rằng nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức ấy là một ơn phước. Vạ mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn chịu thì nó có đáng khoe gì? Nhưng nếu anh em làm lành mà nhịn chịu sự khốn khó ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta cứ nghĩ rằng sống cuộc đời theo ý mình, làm theo điều mình muốn thì mình có phước. Đừng có để cho ai đè đầu cởi cổ mình hết trơn. Mình đứng ở đâu cũng vậy hết trơn. Đụng tới mình là mình nổi điên lên liền, mình phải phản ứng rồi. Mình thấy người ta sợ mình thiệt. Và mình nghĩ rằng như vậy là phước. Nhưng thật ra đó chỉ là cuộc đời khốn khổ vì làm tôi mọi cho cái bản ngã và dục vọng của mình. Và hãy nhớ một cái lẽ thật vô cùng quan trọng, đó là gì? Chỉ khi nào chúng ta bước đi theo gương mẫu của Chúa Giêsu thì chúng ta mới được phước. Một trong những quyển sách tôi có đưa cho ban chấp hành đọc, tôi rất là thích, It Will Cost You Everything, của đầy tớ Chúa mục sư Stephen Lawson. Ông viết rằng nếu bạn phó thác cuộc đời mình cho Đấng Christ, bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bạn từ bỏ. Bạn sẽ mất sự sống cũ nhưng bạn sẽ đạt được sự sống mới và phong phú. Bạn sẽ mất thế giới này nhưng bạn sẽ đạt được một thế giới tốt đẹp hơn sắp tới. Bạn sẽ đánh mất những thú vui nhất thời của tội lỗi nhưng bạn sẽ đạt được những niềm vui lớn hơn nhiều ở trong Đấng Christ. Như vậy, trong vai trò một công dân Cơ Đốc, Chúa ra chúng ta một mạng lệnh, chúng ta phải phục tùng. Người chủ không phải chỉ là những người chủ tốt hay cả những người hà khắc. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta được kêu gọi đến điều đó. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta là học trò của Chúa và chúng ta phải bắt chước Chúa. Quý vị ơi, thuận phục là một điều rất khó chấp nhận trong xã hội ngày nay. Nhất là khi chúng ta phải đối diện với những bất công và chịu đau đớn vì những bất công. Tại sao thuận phục? Thuận phục bao giờ nó cũng khó hết, nhưng mà ngày hôm nay nó lại càng khó khăn gấp bội. Vì sao vậy? Bởi vì ngày nay người ta xem cái tôi của mình quá lớn. Thậm chí chúng ta còn nhiều người còn xem cái tôi của mình lớn hơn cả sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì sao vậy? Bởi vì ngày nay người ta xem cái khả năng của mình quá lớn. Thậm chí đối với nhiều người, Đức Chúa Trời là một cái vị thần bất lực. Thậm chí Đức Chúa Trời chết từ lâu rồi. Vì vậy, nếu tôi không làm gì hết, chẳng ai làm gì cho tôi hết, và khi tôi đối diện với tất cả những cái điều bất công này, tôi phải bằng mọi cách tôi phải giải quyết để đem sự công bình mà tôi muốn đạt được đến với chính mình. Và chính vì vậy quý vị thấy rằng cái sự nổi loạn hơn bao giờ hết nó lan tràn ở khắp mọi nơi. Người ta phá bỏ tất cả những cái lề lối, kể cả trong hội thánh. Hồi nãy chúng ta nghe Chúa Tăng cầu nguyện nói rằng chúng ta sẽ có cái buổi hiệp một chương trình Giáng sinh vào ngày 9 tháng 12 trong vùng Bắc California. Và chúng tôi cầu nguyện rất là nhiều để ao ước rằng chúng ta có thể đem đến sự chữa lành. Cái chủ đề của chúng tôi trong năm nay nó là Emmanuel, Chúa Bình An. Và chúng tôi ao ước rằng Chúa đem sự bình an đến cho hội thánh của Chúa ở khắp mọi nơi.
chúng ta ở dưới những cái thẩm quyền, không có một tổ chức nào là trọn vẹn hết. Thì điều chúng ta cần làm đó là chúng ta yêu thương anh chị em mình, chúng ta cầu nguyện cho anh chị em mình, chúng ta góp ý với anh chị em mình một cách đúng lẽ, ngay thẳng, một cách rõ ràng, đúng luật lệ, và chúng ta chờ đợi công việc của Chúa. Chứ không phải là chúng ta chửi bới nhau, không phải là chúng ta lên mạng, vậy là chúng ta lên án nhau, chúng ta tấn công nhau. Đó không phải là điều chúng ta cần làm, đó không phải là theo dấu chân Chúa. Quý vị biết không? Có hai điều tôi nói cho quý vị cái điều này. Đó là trong những vấn đề xảy ra trong giáo hạt vào tháng 9 năm 2012, có một cái chuyện mà nó cứ nằm trong lòng tôi hoài, tôi suy gẫm hoài. Đó là có một hai cái buổi họp ở trên Zoom với lại các đại tớ Chúa ở trên tổng hội CMA, và các mục sư cũng như các con cái Chúa tham dự rất nhiều. Và tôi nhớ hoài có một cái buổi họp ở trên Zoom mà nó có một vấn đề mà cứ một vài mục sư và kể cả tín hữu tấn công các đại tớ Chúa ở trên tổng hội, là vì sao? Là bởi vì họ nói rằng ở trong cái quyển manual của hướng dẫn của tổng hội CMA đó, thì dùng cái chữ worker để nói về các mục sư trong giáo này. Họ nói không chấp nhận được, chúng tôi là đại tớ của Chúa, chúng tôi mà là worker của mấy anh. Nhưng quý vị ơi, chúng ta có nghĩ một điều rằng cho dù tôi và quý vị, tôi là mục sư, quý vị là tín hữu, tất cả chúng ta đều là đầy tớ trước mặt Chúa, và chúng ta ngang hàng với nhau, chúng ta giống như là bình đẳng với nhau trước mặt Chúa. Nhưng mà về mặt tổ chức, Chúa đặt chúng ta dưới những cái tổ chức của giáo hội, Chúa đặt chúng ta ở dưới các hội thánh địa phương, và chúng ta là những worker, chúng ta là những nhân viên, chúng ta là những người làm việc cho những cái tổ chức đó ở dưới thẩm quyền mà Chúa đặt trên mình, và chúng ta phải tôn trọng những cái thẩm quyền lãnh đạo, kể cả những cái luật lệ của những cái tổ chức này. Nhưng nhiều người không chấp nhận điều đó. Đối với nhiều người ngày hôm nay thì làm đầy tớ cho Đức Chúa Trời thì được, nhưng trước đầu tôi không có được có ai hết. Tại sao tôi phải nghe ông? Tại sao tôi phải nghe ông? Tại sao tôi phải thuận phục? Tại sao tôi phải làm member của cái hội thánh này? Tôi là mục sư ở trong giáo hoàng. Vì sao vậy? Nếu đây là chỗ Chúa đặt tôi thì tôi phải thuận phục cái thẩm quyền đó. Tôi không thể nào nói rằng bởi vì có tôi hầu việc Chúa nên tôi chỉ là đầy tớ của Đức Chúa Trời thôi, tôi không thuận phục ai. Mà nếu anh nói điều gì sai, tôi sẽ lật đổ anh cho bằng. Tôi hơi suy gẫm suốt cái chữ đó, mà tôi nói ủa sao có cái chữ đó mà cãi nhau dữ. Tôi nhớ hồi tôi 30 tuổi, hai mấy 30 tuổi, tôi cũng y vậy. Tôi cũng nói với Chúa rằng Chúa ơi, con ao ước Chúa dùng cuộc đời con để hầu việc Chúa, nhưng không bao giờ con làm mục sư. Tại sao vậy? Con không muốn có ai ngồi trên đầu con. Tại vì con là mục sư, con phải ở trong một giáo hội. Con sẽ hầu việc Chúa với tư cách là gọi là gì? Giống như ngày hôm nay người ta ưa kêu là ca sĩ tự do vậy. Tức là ca sĩ không có ở trong cái tổ chức mà ca sĩ tự do vậy. Tức là tôi là mục sư tự do, tôi hầu việc Chúa tự do. Tôi nói khi tôi 30 tuổi tôi nói là tôi sẽ không làm mục sư. Tôi không đến ai làm cái chuyện gì, không á, tôi không đến ai nói là tôi phải làm cái chuyện này. No, tôi là con người tự do và tôi sẽ làm cái điều này. Đó là sự kiêu ngạo của chúng ta. Chúa đặt trên chúng ta những cái thẩm quyền mà chúng ta phải tuân theo. Và nhiều người nghĩ rằng nếu tôi không làm, nếu cái người này lãnh đạo tôi mà không đúng, tôi sẽ lập cho bằng được. Bằng mọi phương diện tôi, bằng mọi cách tôi phải làm cho bằng được. Tôi có nói chuyện với một tín hữu ở một cái hội thánh khác về những cái vấn đề xảy ra trong giáo hạt, và tôi cũng dùng Phi-rơ chương 2 này tôi chia sẻ với người đó. Tôi đang giảng mà, thành ra tôi thuộc cái thánh dùng chia sẻ nghe hết trơn á. Nhưng mà cuối cùng nói ra không được, nếu tôi không làm ai làm, tôi phải lập xuống cho bằng được. Tôi nói ủa chứ học kinh thánh làm chi? Và người đó nói với tôi là kinh thánh là cái chuyện của 2000 năm trước, mình thế kỷ 21 rồi không làm. Nói vậy chứ mình là con cái Chúa để làm gì? Lời của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Lời của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Và đấy là điều mà chúng ta sẽ thấy một điều rằng là chúng ta đang sống giống như là nhiều người chúng ta đang sống giống như là Chúa chúng ta chết rồi và lời Chúa lỗi thời rồi, không còn giá trị gì hết. Sự thuận phục những thẩm quyền Chúa đặt trên mình, nó không phải là sự yếu đuối hay là sự buông xuôi, nhưng đó là vì chúng ta vâng theo lời của Chúa, vâng theo gương của Chúa, và chúng ta tin nơi sự tệ trị và quyền năng. Khi tôi nói chuyện với
Người tín hữu của tôi nói, mình có nhìn thấy cuộc đời của ông Haley không? Cuộc đời của ông dung chứa hai đứa con. Tiên tri của Chúa nói với Haley là vì ngươi xem trọng con người hơn ta. Điều gì xảy ra? Có ai bỏ ông lên Facebook không? Quý vị nói thời đó làm gì có Facebook. Có ai bỏ ông lên YouTube không? Cả nhà ông chết trong một ngày. Dòng dõi của ông về sau bị rủa xả đến nước phải đi xin bánh trong các đền thờ mà. Vì có tin rằng Đức Chúa Trời của mình đang cai trị. Chúa mình có tin rằng Chúa có cái lý do của Chúa để Chúa đặt những người đó lãnh đạo mình. Và chúng ta có tin rằng Chúa để chúng ta chỗ này là vì Chúa có lý do của Chúa. Mà khi chúng ta làm tất cả những điều ngược lại với lời của Chúa, điều đó có nghĩa rằng chúng ta nói rằng Chúa ơi, Chúa dốt hơn con. Tại sao Chúa để người nó lãnh đạo con? Chúa biết cái người nó như vậy hả? Tại sao Chúa để? Chúa dốt hơn con. Con còn thấy người nó tệ mà. Tại sao Chúa không lật đổ người đó xuống đi? Chúa yếu hơn con. Con lật được cho Chúa coi. Chúng ta đang sống một cuộc đời giống như không có Chúa. Sự thuận phục là một bài học mà tôi và quý vị chúng ta phải học trong cuộc đời chúng ta. Và đó là lý do mà sứ đồ Phi-e-rơ biết rằng nó rất khó để mà thuận phục. Chính vì vậy mà ông kết luận cái phần dạy dỗ này bằng những cái nguyên tắc phục linh rất quan trọng. Chúng ta phải nhớ những điều này thì chúng ta mới có thể thuận phục được. Cái điều nguyên tắc đầu tiên nói chúng con bốn là người gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình, là nhân những lành đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Một người chỉ có thể bước theo dấu chân Chúa, chỉ có thể chấp nhận lấy đức tin tin cậy nơi Chúa mà thuận phục những thẩm quyền Chúa đặt trên mình khi người đó có mối liên hệ cá nhân với Chúa. Nói một cách khác, khi người đó tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa cuộc đời mình, khi người đó được tái sanh. Chúa Giê-xu phải là Chúa cứu thế của chúng ta trước khi Chúa là gương mẫu của chúng ta. Nếu chúng ta không có sự sống của Chúa trong cuộc đời của mình, đừng nói đến việc thuận phục hay vân phục. Chúng ta học với nhau bài giảng trên núi trong Ma-thi-ơ đoạn 5 cho đến đoạn 7 rồi, quý vị thấy sao? Nếu chúng ta không thuộc về Chúa, không có sự sống của Chúa trong cuộc đời mình, thì bài giảng trên núi nó chỉ là lý thuyết, nó là phi thực tế, nó buồn cười, thậm chí nó là một cái bài giảng ngu ngốc. Nhưng khi mà chúng ta thật sự có Chúa, sự hiện diện của Đức Chúa Linh trong cuộc đời chúng ta sẽ có ánh sáng để chúng ta nhìn thấy lẽ thật ở trong bài giảng trên núi. Để rồi chúng ta không thấy cái việc Chúa dạy chúng ta là ai tát má bên hữu hay đưa má bên tà, hay lột áo trong đưa áo ngoài. Và chúng ta nhìn thấy tất cả những điều đó, chúng ta không còn thấy nó buồn cười nữa. Bởi vì chúng ta mang lấy một cái nhìn của một cái sự sống mới trong con người chúng ta. Và hơn thế nữa, đầy tớ Chúa còn nói chúng ta một cái nguyên tắc thứ nhì để chúng ta có thể bước đi. Đó là hãy cứ phó mình cho đấng sự đoán công bình. Chúng ta phải tin cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng sự đoán công bình. Nhiều người ngày nay giảng dạy, các mục sư nhiều khi giảng dạy. Rồi chúng ta cũng nói với nhau là rất nhiều là kích lại nhau, tin cậy Chúa đi. Có việc gì thì cầu nguyện và trình dâng lên cho Chúa đi. Có nói với nhau vậy không? Vậy thì tại sao khi mình bị xúc phạm, khi mình bị hiểu lầm hay khi mình bị tấn công thì mình lập tức phản ứng rồi ba mặt một lời, rồi lên Facebook, rồi lên YouTube mà biện minh, rồi bởi đó mình phạm tội với Chúa càng hơn. Ủa, mình nói là phải tin cậy Chúa mà. Cuộc đời chúng ta, sự hiểu biết và cuộc sống chúng ta nhiều khi nó mâu thuẫn. Nếu chúng ta sống như vậy là vì chúng ta thật sự không tin cậy nơi Chúa. Thầy tớ của Chúa, nhà thần học rất là vĩ đại, đó là ông Equipping. Ông viết trong cái cuốn Sự Tệ Trị của Đức Chúa Trời. Ông nói rằng khi một người nhìn thấy sự thất bại rõ ràng của cái điều đúng, sự chiến thắng của sức mạnh và điều sai trái, có vẻ như Satan đang ngày càng thắng thế trong cuộc xung đột. Nhưng khi người ta nhìn lên trên, thay vì nhìn xung quanh và nhìn và con mắt đức tin, sẽ giúp cho người đó có thể thấy rõ một cái ngai vàng. Và đây là sự tin cậy của chúng ta. Đức Chúa Trời của chúng ta đang ngự trên Ngài. Đức Chúa Trời của chúng ta đang ngự trên Ngài. Hãy cứ phó mình cho đấng sự đoán cùng. Chúng ta phải thật sự có đức tin nơi Chúa. Chúng ta phải thật sự tin cậy Chúa. Và điều thứ ba thì tới Chúa nói là chúng ta có thể sống theo ý muốn của Chúa, chịu đựng tất cả mọi sự, là bởi vì anh em vốn giống như con chiên lạc mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Đó là câu 25. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng Chúa Giê-xu của chúng ta
là đấng chăn chiên của linh hồn. Đấng chăn chiên nghĩa là gì? Đấng chăn chiên nghĩa là đấng yêu thương, là đấng bồng ẩm, là chăm sóc bảo vệ chúng ta. Và khi chúng ta đi lạc thì làm sao? Đấng chăn chiên là Chúa sẽ sửa dạy chúng ta, thậm chí là kỷ luật chúng ta bằng tình yêu thương. Khi nhắc đến Thi Thiên 23, nhiều người nghĩ ngay đến cái câu Chúa đem tôi vào đồng cỏ xanh tươi, mấy nước bình tịnh. Khi nhắc đến Thi Thiên 23, chúng ta nói là Ngài dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù mình, tôi vinh dự vô cùng. Nhưng quý vị ơi, đối với cá nhân tôi, cái trọng tâm của Thi Thiên 23 không phải là những câu đó đâu. Mà trọng tâm của Thi Thiên 23 chính là câu 3 phần B. Chúa dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Mục tiêu của Đức Chúa Trời là khiến cho chúng ta trở nên thánh khiết, là dẫn chúng ta vào lối công bình, là giúp cho chúng ta sống một cuộc đời làm vinh hiển danh Chúa vì cớ danh Ngài. Và để làm điều đó, cũng giống như những người chăn chiên, Chúa đi trước chúng ta, Chúa chịu khổ cho chúng ta và làm gương mẫu cho chúng ta. Chúa là đấng chăn chiên, và hơn thế nữa, Chúa còn là giám mục của linh hồn. Giám mục nghĩa là gì? Cái chữ giám mục trong tiếng Hy Lạp đó, nó có nghĩa là, có cái chữ là episcopos. Cái chữ này nó gồm hai từ, một cái prefix là epi, rồi một cái từ gốc đằng sau nó là copos. Cái từ copos là một cái từ mà khi chuyển qua tiếng Anh đó, nó trở thành cái từ scope, scope là phạm vi đó. Rồi từ cái từ scope đó, nó ra những cái từ giống như là telescope, hay là nó ra những cái từ giống như là microscope, telescope, hoặc là bất cứ gì đó, tức là từ cái nhỏ qua cái đó mà nhìn lớn rồi. Thành ra cái chữ epi á, cái prefix á, chữ epi á, nó có ý nghĩa nhấn mạnh cho cái từ gốc trong văn phạm của Hy Lạp. Thành ra cái từ episcopos á, nó có nghĩa là một cái người gọi là siêu giám sát viên luôn á, siêu nhìn luôn á. Nó giống như là có một đầy đó chú gọi là super looker, tức là một cái người nhìn mà nhìn kinh khủng luôn á, chứ không phải nhìn tức là thấy hết trơn luôn á, không có giấu đâu được cái gì. Chúa của mình này trong thế giới Hy Lạp hồi đó đó, thì episcopos là người mà đi thanh tra quân đội. Ông sẽ đến bất ngờ để ông coi là quân đội này có sẵn sàng chưa. Nếu chưa thì ông sẽ trừng phạt họ, nếu họ sẵn sàng ông sẽ ban thưởng cho họ. Và như vậy Chúa của chúng ta trong tư cách giám mục của chúng ta là đấng nhìn chúng ta một cách chăm chú, không có gì lọt ra khỏi mắt Chúa. Chúa thấy cái sự đau đớn của chúng ta, Chúa thấy những cái sự bất công mà chúng ta phải nhận, Chúa thấy những cái phận quốc trên cuộc đời của chúng ta. Và Chúa luôn luôn ở cạnh đó để nghe chúng ta, để nhắc chúng ta sống và bước đi với Chúa. Sáng hôm nay tôi mới ngủ dậy, tôi nói ngày hôm nay Chủ nhật sao mà toàn chuyện gì đâu, tôi mới ngủ dậy, tôi đi lay quay, tôi nghe cái tăng một cái, tôi cầm điện gọi tôi là, không phải thôi, tôi nghe chắc buổi tối, sáng dậy, nhớ, có một vài có ai nhắn cho mình cái messenger, trong messenger tôi mở ra tôi coi, có một đứa nó nhắn tôi, nó nói anh tính cầu nguyện cho em, nó nói rằng không có một cái đau đớn nào bằng cái đau đớn của cô Tô Nhì đoạn 11 câu 8, tôi không biết nó muốn nói gì, tôi mở ra tôi đọc kinh thánh, nó tín đồ mà nó hù mục sư, thì câu kinh thánh nói rằng ông Phaolô nói cái kinh nghiệm bị cái người thân tạm nhất của mình hại, nguy với anh em ở trong nhà chứ không phải là kẻ thù ngoài đường. Tôi không biết nó bị cái gì, nó nói anh tính cầu nguyện cho em, nhưng nó quá tổn thương. Tôi cũng biết nói, nó nói chuyện gì nữa, nó chưa nói, chắc nó biết tôi sắp giảng nên nó không nói. Nhưng mà tôi chỉ kịp nhắn cho nó, tôi nói em đến với Chúa, nói với Chúa trước khi đến với người ta mà nói với người ta. Chúa thấy mình, Chúa nghe mình. Tôi đã từng thất bại bởi vì tôi đến với người ta nhanh quá, nói với người ta nhanh quá mà không có thời giờ đến với Chúa và nói với Chúa. Chính vì vậy tôi thất bại. Nhưng Chúa ở đó. Chúa thấy chúng ta. Chúa cảm thông với chúng ta. Chúa sẵn sàng nghe chúng ta. Và Chúa là vị giám mục của chúng ta. Chúa là đấng chăn chiên của chúng ta. Do đó quý vị ơi, hãy cứ vững lòng theo dấu chân Chúa Giê-xu, vì đó là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Vì tình yêu và lòng biết ơn mà chúng ta dành cho đấng yêu thương và che thế cho chúng ta. Và vì cớ chúng ta có được năng lực từ thánh đức thánh linh, và chúng ta có một đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn.
Chúa giúp cho chúng ta sống cuộc đời Cơ Đốc, một cuộc đời giống với Chúa càng hơn. Hãy trở nên một công dân Cơ Đốc. Hãy trở nên một công nhân Cơ Đốc. Hãy nuôi dưỡng mình trong lời của Chúa, luôn luôn khao khát một điều: Chúa ơi, xin giúp cho con mỗi ngày biết Chúa hơn, giống Chúa hơn, và mỗi ngày con có thể làm vinh hiển Chúa nhiều hơn. Mời Thánh đứng lên chúng ta cùng.